Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn anh em tô phần hạt nha. Trước hết anh em đẩy cho mình cái lớp từ tối ra sáng, từ trong hạt đẩy ra để làm nó nổi bật hạt lên. Rồi, cái phần này là mình sẽ bỏ ít thêm mây cho nó thoáng, là cái dáng nó đang hướng lên, cái mây nó cuộn dưới này lên đấy, cái rất là đẹp luôn. Đấy, bên ngoài có cái mặt trăng nè, thì cái mây nó đan qua mặt trăng, cảm giác như là mây nó phủ mờ qua anh em, nó rất là ảo, huyền ảo lắm. Đấy, thêm một ít mây nó phất qua bên người của nó này, cảm giác con hạt nó khá là mềm đó. Đấy, những cái phần này thì anh em tô theo của mình thôi, thì hướng dẫn thì cũng chả có gì đâu. Ở đây thì thứ nhất phần con hạt thì cái đầu nó màu đỏ này, tức là đó là cái dáng của nó rồi. Đấy, cái phần dưới cổ thì nó tối nè, cánh thì chỗ nào là cánh nằm bên dưới á, thì nó sẽ tô tối ở bên trong góc ra. Đấy, bên dưới cánh sẽ tô đậm hơn, hoa sen là một cái dạng mặt cầu ấp vô anh em, thì chính giữa nó là sáng nhất, thì anh em đẩy tối hai bên lên đấy, rồi xung quanh bóng anh em tô sao tô cho nó đậm từ trong ra để làm nổi bật cái con hạc lên, thế thôi. Đấy, không cần phải nói gì nhiều phía sau nữa ha, anh em cứ chú ý làm theo clip của mình nha. Rồi, cảm ơn anh em nha.